phải quay tới 50 đúp mới xong được ba đoạn thoại, ba dòng thoại của diễn viên, thì chứng tỏ rằng thoại nó khó như thế nào, nó khó như thế nào. Bởi vì tất cả chúng ta cũng chưa ai ngồi dự một cuộc họp thường vụ tỉnh bao giờ, cũng chưa thấy đồng chí bí thư tâm sự với lại đồng chí chủ tịch hoặc là tâm sự với nhân viên như thế nào, chả biết. Vậy thì đây là những lời mà không phải rằng là trong thường nhật các anh các chị diễn viên mặc dù toàn gạo cội nhưng không nhập tâm được. Và cái việc khó khăn của chúng tôi mất vào khoảng độ nửa tháng đầu nó xảy ra như vậy. Và cuối cùng anh Trọng Trinh, anh Hoàng Dũng đã vào vai thì nó sẽ dễ dàng hơn. Và tôi hy vọng rằng với diễn xuất của các anh ấy sẽ vừa lòng. Và tất cả quý vị, tôi xin hết.